nước sạch vô lọt vô ống cống này làm sao mà bắt nó đây. Sáng anh Giang lần vô được cái ống nước này nó nằm dưới đây nè, mà đặc biệt cái ống nước này nó đi đây, nó đi ra tới đây nè, đó nó thông ra ngoài kinh luôn, mấy kinh ngoài đó. Của nhà em Vũ. Quá rồi, bonsai dữ dằn luôn á. Ủa nó tới đây thôi mà chưa thông cái kinh mà. Chưa. Ngõ rồi. Đâu. Nè, vui nè. À cái túi lưới này đừng nói phải không? Ừ. Nó sảy nè. Cái này bự không Vũ? Cái máy anh. Cái bờ. Trời ơi. Dữ thiệt. Tôi liên gì đóng bơm nước lên thục nó ra. Nè thục rồi nó không ra. Ồ vậy sao bắt nó ra ta? Vũ mở tôi đi Vũ. Anh nhét cái đầu này lại để ha. Ừ. Anh thấy dấu nó ha, anh thấy nó. Tôi không ngược, anh nhét đẩy dạ. Lên trên ha, cho nó xuống dưới. Cho nó xuống đây cái gì nè. Đây đi. Dạ. Ừ. Nè anh thấy dấu nó ha là thấy nó. Thấy nó thấy dấu lần cái dòm là nó bơm xuống nè. sáng Vũ điện anh Giang với Tâm chạy lên bắt giùm rắn. Lần kiếm là lợi dùm rắn sảy. Còn mình thì ở nhà có công chuyện, tính xuống trễ mà Giang điện quả tóc chạy xuống luôn, chưa kịp ăn uống gì luôn, mít lọt cũng nhịn đói luôn. Nãy là ném lại rồi xịt ra. giờ xịt nước cho nó ra hả? Nãy nó ra khúc rồi. Nãy uống nước dọn mà bệnh rồi thử có ra gì bệnh luôn. Giang nắm giật nó ra mà nó không ra, nắm giật ra cái đầu nó quay ra, Giang buông ra nó rút vô. Ủa nãy cái đầu quay đâu, quay ra đây hay quay bên kia? Ở dưới nó trào lên đây nè, nãy nó lên tới đây luôn nè. Lên tới đây lại nè. Ghê thiệt. Đâu đưa. Cho anh vô coi cái đường ống cái gầy. Minh Lộc ơi, sáng giờ mày có chưa có chào gì đó nha. Mày chào hỏi gì cái gầy. Sáng giờ nhà Vũ đóng cửa luôn, không dám mở cửa luôn. Không dám mở cửa luôn hả? Nó sợ luôn. Nhưng đột sức thì cục tới đang được không ta? Không biết. Cái trang là không biết ăn được không biết. Nhâm nước luôn, nước luôn. Rồi. Nước luôn. Gì đâu á? Đâu có thấy được. Dễ thấy nó được. Rồi lấy cái quần quấn hả? Để mở mỏi quá không? Mở đèn mình dám thấy lắm ạ. Mở cái đèn lát dám thấy lắm. Lạch bị ấy. Lo. Mấy thôi Vũ. Sầu quá sầu. Nãy vô lọt anh, lọt anh. Lọt. Lọt anh, lọt anh. Lô. Là nước tắm nữa đi luôn phải không? Lô. Nha. Yeah. Từ nhà Vũ bắt đó. Rồi làm đi. Làm sao nghiên cứu làm sao bắt được nó coi. Chọt đường ống luôn hả? Chạy không tung. Qua đầu quả đi. Xịt nước luôn. Qua đầu quả đó. Đụng anh Giang quá trời. Đụng nó anh Giang. Em đụng nó rồi đó. Lắc nó tuôn qua đây cái gì. Bơm nó đây. Chưa
bơm nó đây. Ủa đường nước sao ra ít quá ta. Biết rồi. Sao chưa? Chưa. Đúng chưa? Chưa? Ra rồi nè. Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua. Mẹ. Lúc ra. Đó đó, mẹ lúc ra. Đúng rồi. Ôi tình yêu. Ra rồi. Ra rồi, ra rồi. Wow. Rồi. Rồi. Ôi con rắn này cũng dễ dụ quá chứ, xịt nước bung chạy ra. Cục đuôi rồi. Mày trốn ở giữa ông nước hả mày? Trốn hả mày? Giống đầu quạch rịch, đậu không? Đuôi nó cục. Thôi miên nữa anh Giang. Ngồi thôi miên nữa là gì? Chó liền chưa? Dạ, chó, cơn chó nè. Ừ, nó đang cơn chó đó. Sao nó tróc đó kìa? Ừ. Đang lọt cái gì tróc đó vậy? Nó vùi cái đầu nó chứ gì? Hên nó vùi gì? Vùi đó. Mang nó phải méo hơn anh nha. Đồng méo. Cơn hơn. Tao uống rượu mày nghe chưa? Ừ, mày tới đi mua khô với tôi đi mày. Cái này uống sáng sớm này uống thằng. Thank you.
Ôi anh Giang ơi. Ôi ghê quá. Bắt đi. Ưng à. Dừng lên. Dừng lên. Ôi. Mày đứng lên. Càng canh mặt anh người. Bắt đi nha. Có đuối lưới khác không? Ấy thì cột bao lại chuyển qua tiền luôn. Chuyển liền luôn hả? Trong đó, trong em còn cái bao gì giải nào không? Rồi nó vùi tróc đó nè. Nó giờ hung đi em không có cản đâu. Rồi hung thì ghê quá. Chạy lên có cái cống này chưa tới cái cống xong mới tới chợ Phú. Ở đây nhà ngay có sân rộng lắm, chạy lên đại đậu đại nè, sân rộng mênh mông nè. Ai à? Phúc. Anh Phúc hả? Đi vô lật hả? Có chú ơi. Sáng giờ đóng cửa luôn, không dám, vì không cho ai ra đó hả Vũ? Nó xảy hôm giờ lên hả? Xảy đâu rồi hôm á, tại vì em về đây là khoảng 7 giờ rưỡi là em đeo cái bao nằm ở đó. Ừ. Nó xúc động và đau và đau và đau, mẹ nó đi vòng vòng vung vung nè, mới quan trọng cái chứ. Nên nếu mà nó xảy ra đâu đi đâu được đâu. Sợ là lộ chứ phụ nữ thì sợ. Sợ ra à, có sợ là lộ mất chứ tắt nước vô. Cửa. Bởi vậy nó dí trong đây nè. Thôi cái đó thôi đi. Thôi. Đây trồng bonsai nhiều quá ha. Ôi, mấy cái bông đẹp không nha chú? Đây, bông sứ này màu đỏ đẹp quá ha. Nhung mà. Sứ nhung hả? Vũ nó kêu nhóm anh Giang với Tâm tới cái tặng cho thùng bia cái dép, mà giờ Tâm trả lại rồi, nhận gì đâu, nhận tao bắt giùm mà nhận gì đâu. Biết là anh em bắt thôi bây giờ nhận một lon đi cho Vũ vui. Mới qua vô lại xìm tao hết 5 xị rồi, bây giờ còn đi nhận một lon thôi, nhận một lon thôi. Thêm thùng bia mình giao lưu với mấy anh em vô cho một cái hệ tình cảm rồi chứ mình đâu có nghĩ vấn đề gì đâu. Gia đình ơi, giao lưu chứ vậy mà. Rồi cũng xin cảm ơn mọi người nhiều nha. Nè, phát biểu lời cảm rồi, ơn. Xin chào tất cả gia đình mình. Xin đại diện gia đình cảm ơn tập thể anh em của anh Giang. Tên Trường Giang Săn Bắt. Xin mọi người ủng hộ và giúp đăng ký giùm chỗ anh Giang Trường Giang Săn Bắt nha. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn anh Vũ. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an nha. Cảm ơn anh Vũ nhiều. Cho con càng hổ tay coi. Vô nhà có cá kho, thịt kho gì mấy đây? Uống lon hay lon gì? Thôi uống lon cũng chưa được khác. Thôi. Cuộc cũng cùi bia rồi uống lon hay lon về ha. Thôi Vũ ơi, đừng có mua Vũ ơi. Giận luôn à. Bây giờ nhóm mình lên bắt giùm chỗ anh Vũ rồi tiếp tục đi dầm láng cả nhà ơi. Xuống đó có Dũng nó kêu xuống bắt mấy cắn dưới đó. Phát hiện dấu vết đồ dưới nhiều lắm. Để coi tình hình sao. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà nha. Mệt quá nè. Tâm nó thấy đó, giờ nó hết muốn về rồi. Rồi
Trời ơi, không hôi nè. Chào đi chứ. Ê, Minh Lột. Không, chị Trung, lột rồi đó. Rồi. Tạm biệt Minh Lột ơi. Đưa tay lên chào coi. Nè, đưa tay chào đây. Đưa tay đây. Nói thôi tao chào người ta chứ. Chắc là không có tuần chạy ra cả nhà. Chú bớt lên nơi vậy à. Sao có què vậy luôn á. Vũ lượng à, cho thấy thường quá. Nó đi vậy không luôn hả chú? Ờ, lớp nhỏ dưới giờ vậy không luôn á. Lượng chó đâu vậy? Chắc bị xe cán rồi bị tai nạn nè. Vũ lượng về nuôi tới lớn luôn. Ờ, chung nghiệm đó. Thôi Minh Lộc, không có ăn hiếp Minh Lộc. Mày thấy người ta bị tật cái mày ăn hiếp hả mày? Còn ấm ức lắm, quýnh cái nó ấm ức lắm. Ấm ức nè, ấm ức nè. Rồi, vô chúc mừng. Bắt đường rắc. Rồi, xin cảm ơn gọi mình nhiều. 1 2 3 vô. Lon về nhà có nhiều nha. Mới sáng. Mới sáng rồi. Nó chạy rồi, sao đổ rồi. Mừng giúp đỡ được gia đình của Vũ. Hết an tâm rồi. Năm chạy nghe, mấy ngày mới vô bắt. Sáng ngày bắt được rắn Vũ tiếp đãi nhóm này. Giờ uống lon thôi. Ủa quên nãy giờ quên giới thiệu chỗ này chỗ nào Vũ? Ở đây là ấp Bình Khánh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, nhà của em Vũ. Vũ là tôi, xin chào nha. Thì nhà của em Vũ. Em tên Vũ. À, của Vũ hả? Xin với mọi người, xin em vậy đó. Nhà Vũ sát bên nhà mình luôn ta. Xin cảm ơn mọi người nhiều nha, xin đăng ly. Phải biết vậy, sáng đừng kêu anh Giang kêu mình xuống được rồi. Mình sát bên đây nè. Dạ hả? Ơi, xuống lấy chiếu rồi lấy nhang rồi loại nó. Cơ nó bò ra từ từ. Bảo là cái khung rồi. Giang ca mà, Giang ca liều mạng mà. Không, mình từ lúc biết Tâm nói đi trong hệ mình là nào cũng có xem. Không có đăng ký trong này nè. Mọi người nó tải xuống là cho mình xem hết. Xem là nhớ đăng ký ủng hộ cho anh Giang nha. Có chứ. Thích nó, thích anh em lắm. Nhiều cái chuyến phiêu lưu mà mình đi bắt cua đồ hay gì đó là rất là thích. Nhưng mà không biết có cái dịp nào để mình đi chơi một bữa. Rất là thích. Chuẩn bị khởi hành đi Đà Lạt nè, có đi không? Dạ, bữa. Đi xem đa, đúng. Nè, bình cho địa chỉ rồi chú, tầng sau nha chú, tầng này đi không được nha, chết rồi, em hẹn bình tầng này luôn rồi, nãy anh điện rồi, sao bình anh điện anh rồi, mày sao mà mắc gì giờ tới tầng sau chứ vậy, vợ ra đây nghỉ không được, gửi cho thằng nhỏ không được, tại vì tầng sau vợ ra đây vợ chưa được nghỉ bữa thứ bảy, rồi về đây xin nói vợ là xin bữa cho nên nghỉ bởi thứ sáu luôn, xin nghỉ ngày đó, đặng mình thứ năm mình đi, sáng thứ năm mình đi, vậy là phải hẹn cả nhà lại tuần sau nữa rồi, hết tuần này tới tuần sau. Sáng thứ năm đi thì em đi phía đi xuống, năm sáu bảy bốn bữa rồi. Ừ. Đi đâu mà? Sáng hung. Ngày gì ra đó bạn làm gì? Bản lãnh mà chơi ngu chơi ngông chơi ngông chơi ngông nó ăn gần đây là ở đâu các bên nghe từ chơi lên thì hello viewers. এমন আরো অনেক নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও সবার আগে আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন।